Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư, mình tên là cái kênh của Money Investment. Thì em là Tâm, hôm nay em có một số chia sẻ về góc nhìn định lượng cũng như là thị trường chứng khoán của phiên ngày 24 tháng 8 2022. Thì đầu tiên á, là như thường ngày thì em sẽ phân tích thị trường trước. Thì trước đó nếu anh chị mình đã có từng theo dõi video của em thì em đã từng nói rất nhiều lần về cái việc là VN-Index sẽ xem 1260 là mức hỗ trợ và 1280 là mức kháng cự gần. Thì VN-Index có cái kháng cự mạnh là quanh vùng 1294, thì mình có thể tính gia giảm và cộng thêm quanh đâu đó là 1300. Thì khi mà VN-Index á quay về 1260, em có nói anh chị nhà mình là mình gia tăng thêm tỷ trọng tại vùng này, mình gia tăng thêm tỷ trọng tại vùng này để mà khi mà có cái trợ giá 1260 á thì cái vị thế của mình á tham gia thị trường nó sẽ tốt hơn. Và sau khi mà quay về 1260 xong thì VN-Index có hai phiên tăng hồi phục trở lại mạnh, khá là mạnh đó, và quay về vùng 1280 và sau đó là về 1277. Thì như anh chị mình thấy nè, khi mà quay về 1280 đó, VN-Index cũng đã có cố gắng, đã có lực cầu tham gia mạnh và để gọi là tiếp tục tăng điểm. Nhưng mà mặc dù cái thanh khoản ngày hôm nay là tăng so với phiên hôm qua, nhưng mà cái điểm tăng á, lại ít hơn, cái đó là một. Thứ hai á, là khi mà gặp lại 1280 á thì bắt đầu là vẫn không qua được và giảm. Thì điều này cho thấy là 1280 này vẫn còn đang khá là cứng so với VN-Index của giai đoạn hiện tại. Và thêm một cái nữa là VN-Index nếu mà bây giờ có vượt qua khỏi 1280 này thì khả năng á, là cũng sẽ gặp khó ở 1294. Tức là VN-Index nếu mà tăng vượt khỏi 1280 cũng sẽ nằm trong một cái khung gọi là 1294 và 1280 này, thì cũng sẽ có khả năng điều chỉnh. Do là trước đó đó, cái giai đoạn trước có VN-Index có một khoảng thời gian là tích lũy ở quanh cái vùng 1113 này, sau đó là giảm. Thì bây giờ khi mà lên tới đây lại rồi á, thì những nhà đầu tư mà họ kẹt qua đây nè, họ bắt đầu hào vốn rồi, họ sẽ bán cổ phiếu ra. Thì ở đây thì mình làm như thế nào? Thì để mình có được cái vị thế hợp lý hơn á, thì em khuyến nghị các anh chị mình bắt đầu là chốt lãi một cái phần gọi là khi mà mình đã tham gia quanh cái 1260 bên này. Khi mà mình tham gia 1260 bên này lên 1280 ở đây thì mình hạ tỷ trọng, về đây 1260 trở lại thì mình gia tăng, và lên tiếp quanh 1280 thì mình lại hạ một chút xíu tỷ trọng chút xíu. Thì bây giờ cái tỷ trọng mà hợp lý đối với em á, là quanh cái ngưỡng gọi là 40% hoặc là 50%. Để như thế nào? Để khi mà lỡ VN-Index không qua được cái vùng 1280 này và sẽ xảy về điều chỉnh, thì khi mà về lại 1260, 1265 á thì mình có thể gia tăng tỷ trọng tại cái vùng này. Thì cứ mà gần cái hỗ trợ này á thì mình cứ gia tăng tỷ trọng thêm cho em. Còn nếu mà sau khi mà quay về đây á, mà thủng luôn cả cái hỗ trợ này, thủng 1255 đi, ví dụ thủng luôn cả 1255 thì anh chị nhà mình bán cái tỷ trọng mà trước đó ra. Còn bây giờ khi mà mình nhắm VN-Index đang hiện khá là gần cái hỗ trợ cứng và đang vô một cái vùng gọi là nhạy cảm có khả năng sẽ gây điều chỉnh, thì mình lại hạ tỷ trọng. Thì tỷ trọng lần này em khuyến nghị như hồi nãy em mới nói là quanh 40-50% tại cái vùng này, để mình xem xét tiếp. Nếu mà sau khi VN-Index tăng điểm vượt qua 1280, gặp 1290 gì đó và giảm quanh về 1280 trở lại, thì lúc đó mình sẽ xem 1280 này là một cái hỗ trợ, thì khi đó mình bắt đầu là gia tăng tỷ trọng. Còn mà bây giờ khi mà mình chưa biết được là có qua được hay không thì nó vẫn là một kháng cự, thì mình phải tôn trọng cái kháng cự này một chút xíu và mình hạ tỷ trọng. Thì đối với em giai đoạn này là giai đoạn anh chị mình hạ tỷ trọng. Em điểm vào một số ngành mà hôm nay có cái sự hút dòng tiền khá là tốt, ví dụ như là thực phẩm, ngành ngân hàng, ngành bất động sản, ngành chứng khoán và ngành dầu khí. Thì trong đó có hai mã của ngành thực phẩm là đạt điểm trên 8 là Vinamilk và HAG. Thì như trước đó, đó là cả hai mã này em cũng đã khuyến nghị rồi, và nếu mà anh chị nhà mình đó đã mua theo em đó, thì hiện tại là Vinamilk đang có một cái phiên tăng gọi là khá là cao rồi, cho nên mình không mua mới Vinamilk nữa. Và HAG thì cái điểm mua của HAG đẹp hơn, cho nên nếu anh chị nào mà mình hiện tại chưa có HAG thì mình có thể mua mới trong phiên sáng ngày mai, mình mua HAG tại vùng giá này luôn. Vì HAG có một giai đoạn tích lũy đi ngang và
có nhiều cái phiên mà nến lên cao xong rồi tụt xuống nè, anh chị mình thấy không? Nhưng mà đây là cái phiên đầu tiên mà HNX có cái giá đóng cửa cao nhất trong cả một giai đoạn vừa qua. Thì đây đánh giá là một cái phiên mà khởi đầu một chu kỳ tăng mới, cho nên là mình có thể mua mới HAG. Còn nếu trước đó anh chị mình đã mua HAG theo em ở quanh cái vùng gọi là quanh vùng 12 á, thì mình có thể gia tăng thêm tỷ trọng, nhưng mà đừng có vượt quá cái tỷ trọng mà hồi nãy em nói về mặt cơ cấu danh mục khi mà theo thị trường là 40 tới 50% thôi. Thì ngành tiếp theo là ngành ngân hàng, ngành bất động sản, ngành chứng khoán và ngành dầu khí. Thì trong các ngành vừa qua đó là không có cái ngành nào mà có cái điểm cổ phiếu mà trên 8 chấm, cho nên về mặt mà khuyến nghị theo ngành đó, thì em hôm nay không có khuyến nghị mã nào hết. Riêng thì dầu khí đó, hôm nay là đồng đồng mạng tư chung với chứng khoán, tức là hai hai cái ngành này chung cái điểm số về mặt dòng tiền. Thì trong đó là ngà mã BSR là dầu khí đó, có điểm khá là cao là 8.3. BSR giai đoạn hiện tại á, đang có điểm an toàn khá là cao là 8.5 đó. Thì sau một cái quá trình gọi là BSR nè, anh chị mình thấy nè, có một giai đoạn gặp một kháng cự và không vượt qua được, thì cái giai đoạn này á BSR vừa mới có một cái phiên vượt qua khỏi cái cản khó này, thì khả năng là BSR sẽ tiếp tục tăng và bước vào một chu kỳ tăng mới. Điểm an toàn của BSR khá là cao, thì là phù hợp với các anh chị nào mà mình thiên hướng đầu tư an toàn một chút xíu. Cái chiến lược đầu tư giải ngân cho BSR giai đoạn này á, là anh chị mình mua 20% tại quanh vùng 26 này. Nếu mà BSR có cái trợ trợ lực từ những thông tin tốt như là giá dầu này nọ đó, ví dụ về vĩ mô á, thì BSR sẽ tăng luôn, thì khi đó mình sẽ có lợi nhuận trên 20% tỷ trọng đó. Còn nếu mà BSR dựa theo cái kịch bản thứ hai á, là giảm về cái vùng mà kháng cự trước đó của BSR, hiện tại bây giờ là hỗ trợ là quanh khoảng 25.5, 25.7, thì mình có thể mua thêm, mình mua thêm 20% tỷ trọng nữa, thì tổng cộng của mình là 4% tỷ trọng BSR. Em điểm một số cổ phiếu mà hiện tại có điểm khá là cao bên hệ thống á, là DGC, BSR, Vinamilk, HAG và Green. À, thì em cũng nói luôn là hôm nay là mã ghép GX đó, là có cái biến động khá là mạnh về mặt gọi là điểm số tốc độ biến đây, nên thì mình thấy biến động ở cả bốn bảng đột biến luôn. Thì mã ghép, nếu anh chị nào á mà mình có được cái vùng gọi là khúc dưới này nè, thì mình có thể gọi là gia tăng tỷ trọng thêm, tại vì khả năng là ghép đã bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng mới. Thì đây là cái phiên mà thanh khoản cao nhất của ghép từ cái giai đoạn mà từ hồi tháng 6 tới bây giờ, cho nên ghép sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng mới. Thì cũng như hồi nãy em có nói về biết rồi, thì khả năng là ghép sẽ một là điều chỉnh về vùng 25 xong nó tăng trở lại, hai là tăng luôn. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là ghép khó mà tăng luôn á. Thì nếu mà anh chị mình á trước đó có ghép hoặc là mình muốn mua mới cho ghép á, thì mình có thể là đợi ghép điều chỉnh quanh về vùng 25.2 thì mình có thể mua ghép. Về danh mục đầu tư của nhóm, thì trước đó em có nói với anh chị nhà mình đó là mua 10% ở mỗi cổ phiếu. Sau đó là ở cái ngày mà 24 tháng 8 á, em có mua 10% nữa cho ở mỗi loại cổ phiếu nữa là HDG, DBC và SHB. Thì hiện tại là HDG và DBC bắt đầu và bước cho một cái trend tăng mới luôn rồi, cho nên là em khá là yên tâm. Và hiện tại là hai mã này thì em đánh giá khá là tích cực và nắm giữ. SHB cũng vậy, nhưng mà SHB hiện tại vẫn chưa thấy có cái sự chuyển biến về mặt dòng tiền tham gia vào mới. Thì để em xem xét, nếu mà một đoạn thời gian nữa mà em vẫn thấy SHB cái thanh khoản không có gia tăng thêm á, thì có thể là bán vào cơ cấu mã khác. Thì cảm ơn các anh chị nhà tư mình đã theo dõi video. Chúc anh chị có một ngày làm việc hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.